Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Trong đám mây. Ngoại ơi, đây là miếu sơn thần sao? Sao mà không có gì hết vậy? Người hạnh cao, danh tự cao, được người trọng, không bề ngoài. Miếu sơn thần là nơi mà người dân trong thôn vô cùng kính trọng. Cho dù phong cảnh trên núi như thế nào, người dân trong thôn đều yêu thương ngọn núi, kính trọng miếu sơn thần. Nơi này làm sao mà so với Ngu Ngô đang đi chơi châu Âu chứ? Hiếu Hiếu, dưới quầy có gì hay ho để xem chứ? Mình đi châu Âu chơi nè. Hôm nay nhà mình đang ở Pháp, qua mấy bữa nữa sẽ đi Anh. Không phải bạn nói ba mẹ bạn dắt bạn đi châu Âu sao? Sao lại về quê vậy? Hiếu Hiếu, ba mẹ nói sẽ dắt con đi châu Âu sao? Hả? Chuyện này thật ra không có. Vậy tại sao con lại nói dối, nói ba mẹ sẽ dắt con đi châu Âu? Ngoại ơi, ngoại không biết đâu. Các bạn học khác đừng nghĩ, đi nước ngoài chơi hết rồi. Nhưng mẹ nói với con, ông bà ngoại nhớ con, muốn con về quê thăm hai người. Nhưng mà con lại không muốn các bạn coi thường con. Ngoại biết rồi, trong mắt con á, nhà của ngoại không nổi tiếng bằng châu Âu, cũng không đẹp bằng châu Âu. Con xin lỗi ngoại. Ngoại ơi, Hiếu Hiếu chẳng qua là chưa thấy được sự tốt đẹp của quê nhà. Chuyện này cứ giao cho con đi. Hiếu Hiếu, theo anh. Hả? Chúng ta đến đây làm cái gì vậy? Hey. Gần đây thường có gió lớn, tôi sắp đứng không vững rồi. Cây cối ở Thanh Sơn đều bị chặt hết rồi, mọi người có biết không? Em là ai? Em là Tinh Linh Mưa. Là ai đang nói chuyện vậy? Em nhìn giọt nước này đi. Em là Tinh Linh Mưa. Chào em, Tinh Linh Mưa. Anh là Hiếu Hiếu, đây là Tiểu Sủng Ca. Xin chào Hiếu Hiếu, Tiểu Sủng Ca. Lúc em ở trên đám mây nghe thấy một chuyện vô cùng quan trọng, cần phải nói cho một người bạn tốt biết. Có thể nhờ hai anh giúp em đi tìm người bạn đó được không? Tại sao phải nhờ tụi anh giúp mới có thể tìm được bạn của em vậy? Bởi vì em không thể ở lại trong không khí quá lâu, rất nhanh sẽ bị bay hơi lên trời thành mây. Hai anh nhất định phải đồng ý giúp em chuyện này nha. Em có thể đưa tụi anh tới một nơi rất đẹp không? Em có thể đưa các anh vào trong đám mây, nơi đó có cảnh đẹp mà hai anh chưa từng nghĩ tới. Tiểu Sủng Ca, anh có nghĩ được cách giúp Tinh Linh Mưa không bị bay hơi không? Có rồi. Chỉ cần một chai nước là được. Để em dẫn đường cho mọi người. Bây giờ chúng ta tới sông nhỏ đi. Sửu sửu, sửu sửu. Hả? Sửu sửu? Sao đang yên đang lành em lại gọi bạn mình là xấu xí vậy? Sửu sửu là một con rùa có mọc cỏ xanh trên người. Bởi vì tướng mạo không giống những con rùa khác nên tự ti. Mà em cũng bởi vì không giống những Tinh Linh Mưa khác, trong gia tộc em cũng là người xấu nhất. Em đâu có xấu, nhìn em rất dễ thương mà. Vẻ đẹp hay xấu của Tinh Linh Mưa căn cứ vào sự phản xạ dưới ánh sáng mặt trời. Nếu như ở dưới ánh mặt trời phản xạ bảy sắc cầu vồng, như vậy gọi là đẹp. Quá ra chính là vậy. Sửu sửu nhất định là trốn sâu trong hang động dưới sông, không chịu ra ngoài rồi. Để em xuống dưới tìm bạn ấy xem. Đợi lát nữa sửu sửu nổi lên, nhất định không được nói bạn ấy xấu nha. Nhất định phải khen ngợi bạn ấy. Sửu sửu sắp nổi lên rồi.
Đây chính là bạn tốt của em, Sổ Sổ. Sổ Sổ, em đúng là một chú rùa rất đặc biệt. Em nhìn ra được là anh muốn cười. Mọi người đều cười em sao? Sổ Sổ, em đừng bỏ đi. Em là chú rùa giỏi nhất mà anh từng gặp được. Em cõng phong cảnh đẹp nhất trên lưng của mình. Anh có vinh hạnh được trở thành bạn của em hay không hả? Được thôi. Sổ Sổ, bạn nghe mình nói nè. Rùa tiên ở trong đám mây nói là bị đi lạc một chú rùa tiên con. Rùa tiên giống có của Thanh Sơn. Bởi vì con người chặt rừng bừa bãi mà sinh bệnh rồi. Đang gấp gáp muốn đưa rùa tiên con đi thay ca. Vậy thì liên quan gì tới mình? Sổ Sổ, bạn chính là chú rùa tiên con đó. Hôm đó mình nhớ lại lời của rùa tiên. Ta đã lại nhớ tới bộ dáng của bạn. Cuối cùng mình cũng hiểu ra, hóa ra bạn là một chú rùa tiên. Nhưng mà mình chỉ muốn làm một chú rùa bình thường mà thôi. Hiếu Hiếu, em ở trong không khí quá lâu rồi. Em phải quay về đám mây đây. Lần sau trời mưa, em sẽ lại đến. Đến lúc đó em sẽ đi tìm anh. Hiếu Hiếu, Hiếu Hiếu, giọng nữ ở trên mạng nhện đang gọi em đó. Hả? Tinh Linh Mô, em tới rồi đó hả? Mau xuống đây đi. Hiếu Hiếu, chúng ta mau ra bờ sông. Sủ Sủ không chịu đối diện với chính mình. Bạn ấy gặp phiền phức rồi. Được. Sủ Sủ. Sủ Sủ. Sủ Sủ. Sủ Sủ. Sủ Sủ ơi. Mặt cứu em với. Em càng ngày càng lớn. Con sông nhỏ này sắp không chứa được em nữa rồi. Sổ Sổ, mình thấy rùa tiên trong đám mây đều biết bay. Bạn thử xem, bay lên trên trời xem. Mình nặng như vậy, trên lưng còn có bùn đất và cỏ, có thể bay được không? Bạn thử xem, có thể bạn sẽ phát hiện ra, so với việc là một chú rùa bình thường thì sẽ có tác dụng hơn. Mình thật sự biết bay. Bạn xem nè Sủ Sủ, bạn chính là rùa tiên. Đúng đó Sủ Sủ, người luôn biết suy nghĩ cho người khác cũng sẽ nhận được sự chấp thuận và yêu thương của mọi người. Điều này không liên quan tới vẻ bề ngoài. Nếu như em đã có thể biết bay vậy thì em sẽ bay tới một nơi không có ai cả. Sủ Sủ, em không hề xấu chút nào. Em có thể là thiên đường của mọi người. Em là đẹp nhất. Mình xấu là bởi vì không thể phản xạ ra bảy sắc cầu vồng. Nhưng mà là một việc tốt cho loài người. Mình có thể biến thành tinh linh mưa đẹp nhất. Trong suốt lòng lành có thể phản xạ ánh sáng. Mình vẫn luôn nỗ lực. Sủ Sủ, tại sao bạn lại muốn trốn tránh chứ? Không hay, mưa bão tới rồi. Tinh linh mưa. Tinh linh mưa. Tinh linh mưa. Đất đá rơi xuống rồi. Hiếu Hiếu mau cùng anh rời khỏi đây. Em phải cứu bạn ấy. Hai anh mau đi. Em sắp ngắm xuống rồi. Đừng mà. Em không sao chứ tinh linh mưa? Là anh ấy cứu em từ trong đất ra. Cảm ơn anh tiểu sủng ca. Không cần cảm ơn anh, là Sửu Sửu cứu hai người. Em ấy kịp thời ngăn được dòng đất đá trôi. Không chỉ cứu em mà còn cứu cả thôn làng. Hai em mau đi xem Sửu Sửu đi. Sửu Sửu, em giỏi quá. Sửu Sửu, bạn thấy sao rồi? Bây giờ bạn đã biết chưa? Mọi người cảm kích bạn, nhớ đến bạn. Không phải vì vẻ ngoài của bạn, mà vì bạn bảo vệ mọi người. Con chính là Sửu Sửu sao? Dạ. Con không còn tự ti bởi vì trên người mọc hoa và cỏ nữa sao? Dạ. Con đã nghĩ kỹ sứ mệnh của con chưa? Dạ. Bảo vệ Thanh Sơn, bảo vệ người dân trong thôn. Đi đi. Tạm biệt nha, những người bạn thân nhất của em. Ừ.
Đó là hướng nhà của bà ngoại mà. Đúng vậy, bạn ấy là rùa tiên bảo vệ Thanh Sơn. Hiếu Hiếu, tới nhà bạn rồi. Tinh Linh Mưa, trên người bạn có ánh sáng bảy sắc cầu vồng đó. Hiếu Hiếu, có phải bạn đã đi qua nơi đẹp nhất không? Ừ. Có phải gì rùa tiên ở trong đám mây không? Ừ. Không phải sao? Rùa tiên ở trên mây vì bảo vệ người dân trong nông thôn nên làm mới đẹp. Sơn thần vì thủ hộ người dân ở trong nông thôn mà nhận được sự kính trọng. Bạn cũng vì giúp đỡ người khác mà trở thành giọt mưa đẹp nhất. Thật tốt quá, em đã hoàn thành lời hứa với anh một cách viên mãn. Em phải quay về trời đây. Tạm biệt bạn nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Các bạn nhỏ thân mến, người hạnh cao, danh tự cao, được người chồng, không bề ngoài. Ý nghĩa của câu này là người có đức hạnh cao thượng thì danh tiếng tự nhiên sẽ cao. Mọi người kính trọng một người chủ yếu là nhìn vào phẩm hạnh của người đó, chứ không phải nhìn vào vẻ ngoài của họ. Do đó chúng ta phải xuất phát từ tâm, làm một người có tâm hồn đẹp đẽ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.